Bài 3. Nhân quả, biên soạn Khải Thiên. A. Dẫn nhập. Heraclit, một triết gia Hy Lạp cổ đại bảo rằng, không ai có thể đặt chân hai lần trên cùng một dòng nước. Điều đó đã nói lên sự chuyển biến liên tục của con người và thế giới sự vật hiện tượng. Tất cả hiện hữu ấy đều là hiện hữu của tương duyên. Chúng luôn diễn ra trong dòng nhân quả. Và cũng chính trong mối tương quan nhân quả này mà vấn đề luân lý đạo đức Phật giáo được đặt ra dưới tên gọi của nghiệp thiện và ác. Do đó, nói đến nhân quả, nghiệp báo là nói đến một tiến trình tạo tác của con người và từ đó hình thành đời sống an lạc hoặc khổ đau cho mỗi con người. Trong đó, mỗi tư duy và hành động cụ thể là một nguyên động lực kiến tạo nên trạng thái tâm lý an hay bất an, kiến tạo nên cuộc sống hạnh phúc hay bất hạnh. Tất nhiên, trong suốt tiến trình tạo tác, nhân quả nghiệp báo đó, con người luôn luôn đóng vai trò trung tâm và chủ đạo. Ở đây, theo lời Đức Phật dạy, không hề có bất kỳ một sự chi phối nào bởi một quyền năng, bởi một đấng tạo hóa, thần thánh, vân vân trong tiến trình tạo tác ấy, mà chỉ có con người và các hành động tâm lý của nó mà thôi. B. Nội dung. Một La Mã định nghĩa. Các tôn giáo nói chung đều có quan niệm khác nhau về nhân quả. Ở đây, chúng ta chỉ tìm hiểu thuần túy về nhân quả theo quan niệm của Phật giáo. Nhân là nguyên nhân, quả là kết quả. Trong thế giới tương quan duyên sinh, mỗi sự vật hiện tượng đều có những nguyên nhân của nó. Nguyên nhân có một sự thể pháp gọi là nhân, và hiện hữu pháp của sự thể đang tồn tại là quả. Trong mối tương quan nhân quả này, mỗi hiện hữu vừa là nguyên nhân vừa là kết quả, như sự tuần hoàn của mây, mưa, nước, hơi nước. Nguyên nhân chính trực tiếp của một hiện hữu gọi là nhân, nguyên nhân phụ gián tiếp có ảnh hưởng đến quả gọi là duyên hay các điều kiện phụ thuộc. Do đó, nếu nói đủ là nhân, duyên, quả. Hai La Mã nội dung. Trong tương quan nhân quả như đã đề cập, còn có các yếu tố duyên trung gian xen vào. Do đó, sự thành tựu một quả hẳn là còn tùy thuộc vào các duyên. Vì thế, ở đây chúng ta cần ghi nhận một số điểm như sau. Trong giáo thuyết nhân quả, một nhân không thể đưa đến một quả, hay một quả không thể chỉ có một nhân. Và nhân quả thường là đồng loại. Ví dụ, trứng gà chỉ nở ra con gà, chứ không thể có trường hợp trứng gà nở ra con vịt. Như thế là không có sự lẫn lộn trong đồng loại. Nhân quả tuy cùng một giống đồng loại, nhưng do các duyên trung gian xen vào, cho nên có thể quả cùng loại với nhân, nhưng vẫn khác với nhân. Ví dụ, một nắm muối nếu bỏ vào tô canh thì mặn, nhưng nếu bỏ vào hồ nước mênh mông thì không mặn. Sự khác biệt này tùy thuộc vào các duyên thuận hay nghịch, và theo đó mà quả hình thành. Nhân quả nghiệp báo là sự hiện hữu của các mối tương quan thiện ác, chánh tà, vân vân. Nó thuộc pháp hữu di sanh diệt, vốn là hiện thân của ý niệm phân biệt. Do đó, dưới tâm thanh tịnh và xả ly thì vấn đề nhân quả nghiệp báo không còn được bàn đến. Ba La Mã phân loại nhân quả. Thông thường, một quả khi hình thành nó cần có đầy đủ nguyên nhân chính và các nhân duyên phụ, cho nên nhân quả được xét đến qua nhiều góc độ như thời gian, không gian, vật lý, tâm lý, vân vân. Một, phân loại một theo thời gian. A. Nhân quả đồng thời là loại nhân quả mà từ nhân đi đến quả rất nhanh. Ví dụ, ăn thì no, uống nước thì hết khát, tức giận thì buồn phiền, vân vân. B. Nhân quả khác thời là loại nhân quả mà thời gian đi đến quả có một khoảng thời gian, và khoảng thời gian đó được chia làm ba loại như sau. Thiên báo, nghĩa là nghiệp nhân trong đời này đưa đến quả báo ngay trong đời này. Ví dụ, tuổi nhỏ lo học hành chăm chỉ nên lớn lên trở thành người có tri thức. Sinh báo, nghĩa là tạo nhân trong đời này nhưng đến đời sau mới thọ quả báo. Ví dụ, kinh Địa Tạng bảo rằng ai hay trêu chọc người, đời sau sẽ thác sinh vào loài dượng khỉ. Hậu báo, nghĩa là tạo nhân trong đời này nhưng đến các đời sau mới thọ quả báo. Ba thời nhân quả này vì có một thời gian tương đối ổn định, có khoảng cách, do đó chúng được xếp vào loại định nghiệp. Cũng có trường hợp do các nhân duyên trung gian can thiệp mạnh vào, làm cho nghiệp quả trở nên khó xác định về thời gian và chủng loại. Trong trường hợp này, chúng được gọi là bất định nghiệp. Ba thời nhân quả đồng thời cũng là câu trả lời tại sao
Một số trường hợp, có người làm lành trong đời này lại gặp những điều bất hạnh, và ngược lại, người làm việc ác lại gặp may mắn. 2. Phân loại hai theo vật lý và tâm lý. Cách phân loại này nhằm chỉ đến sự biểu hiện của nghiệp quả thông qua thái độ tâm lý tiếp thọ nghiệp, đồng thời nói lên những khoảng cách khác nhau của nghiệp quả giữa tâm lý và vật lý, giữa nội tâm và ngoại cảnh. A. Nội tâm và ngoại giới. Nhân quả biểu hiện ở trong tâm lý của con người được gọi là nhân quả nội tâm, nội giới, và ngược lại là ngoại cảnh, ngoại giới. Như trường hợp một vị sư bị vu khống phải ở tù, thân vị ấy ở trong tù, nhưng tâm vị ấy thì an định, ly thủ, giải thoát. Như thế, nghiệp quả chỉ biểu hiện ở thân chứ không biểu hiện ở tâm. B. Tâm lý và vật lý. Sự biểu hiện khác nhau của nhân quả trên cùng một con người được chia thành hai phần, tâm lý và vật lý. Như một người có thân thể, thể chất, vật lý, xấu xí, khó nhìn, nhưng tâm thì thông minh và sáng suốt, hiền từ, độ lượng và tu tập tốt. Tương tự như vậy, đối với các trường hợp ngược lại, tuy nhiên cũng có trường hợp được phước báo cả hai mặt, thân và tâm, hoặc ngược lại. Bốn la mã, các phạm trù nhân quả. Có thể nói rằng, nhân quả là giáo lý gắn liền với đời sống tu tập của hàng Phật tử, gắn liền với các vấn đề luân lý đạo đức của con người. Và nhân quả đã nghiêm túc đặt ra vấn đề trách nhiệm của con người đối với chính tự thân cũng như xã hội. Bởi lẽ, Đức Phật dạy rằng, con người là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự nghiệp. Từ đó, nhân quả được bàn đến thông qua các phạm trù cơ bản của đời sống con người. 1. Nhân quả, vấn đề luân lý đạo đức Phật giáo. Trước hết, giáo lý nhân quả dạy con người thức tỉnh trong các hành động tạo tác của mình, để xa lánh các việc ác và nỗ lực làm các việc lành, nhằm đem lại sự an vui, thanh bình cho cuộc sống. Giáo lý nhân quả chú trọng đến vấn đề thiện ác, tức là vấn đề luân lý đạo đức của con người nói chung và của hàng Phật tử nói riêng. Tuy nhiên, vấn đề trọng yếu của giáo lý nhân quả là ở chỗ nó đặt ra trách nhiệm cá nhân của mỗi con người đối với các điều kiện sống của con người ấy. Do đó, không thể quy ước giáo lý nhân quả, tức luân lý đạo đức Phật giáo, theo khuôn mẫu ước lệ như luật pháp được ban hành trong xã hội. Chẳng hạn, một người phạm tội, luật pháp sẽ trừng phạt y khi hành vi phạm tội được xác định, nghĩa là y đã thực hiện điều tội lỗi. Trong khi với đạo đức và luân lý, anh ta sẽ có tội ngay khi những ý niệm tội lỗi xấu ác phát sinh trong tâm của y, mặc dù đó chỉ là ý niệm chứ chưa phải là hành vi. Do đó, trách nhiệm cá nhân theo giáo lý nhân quả ở đây là trách nhiệm cao nhất đối với thái độ tâm lý đạo đức của mỗi con người, mà không phải là trách nhiệm theo quy ước luật pháp trong xã hội. Trong một số trường hợp, những người khôn ngoan có thể chạy trốn pháp luật, nhưng với luân lý đạo đức, họ không thể chạy trốn lương tâm của chính mình. Vì thế, nếu đứng trên phương diện giáo dục, giáo lý nhân quả thật là một phương pháp giáo dục vô cùng lành mạnh và tích cực. Vì ngay từ đầu, tinh thần nhân quả đã đưa con người về với chính nó. Con người phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những tư duy và hành động của chính mình. Hạnh phúc hay khổ đau là do mình tự tạo cho mình. Ở đây không hề có một sự trừng phạt hay ban thưởng nào, cũng không có một giáo điều hay tính lý nào có thể thiết lập trên cơ sở nhân quả của Phật giáo. Một nền luân lý đạo đức như thế, nhân bản và tích cực như thế, trí tuệ và đầy tình người như thế, nếu được áp dụng vào mỗi con người, gia đình, học đường và xã hội, ắt hẳn sẽ đưa đến một cuộc sống an lạc hạnh. 2. Nhân quả, khởi điểm của tiến trình giải thoát. Như đã đề cập, giáo lý nhân quả đặt trọng tâm vào vấn đề thiện ác, chánh tà, tốt, xấu, vân vân, tức là các vấn đề liên quan đến đời sống đạo đức của con người. Tuy nhiên, đó cũng là điểm khởi đầu của con người để đi vào đạo. Nhưng đối với Phật giáo, sự giác ngộ và giải thoát không chỉ dừng lại ở lĩnh vực nhân quả thiện ác, mà nó còn đi xa hơn nữa. Đó là đi ra khỏi thế giới phân biệt đối đãi giữa thiện ác, thực tại giải thoát. Vì lẽ, Đức Phật dạy các pháp là vô ngã. Do đó, mọi sự phân biệt thiện ác chánh tà đều là sản phẩm của ý niệm vốn sanh khởi từ sự có mặt của ngã tưởng.
Ở đây, điều tối quan trọng là hãy nỗ lực tư duy và nhận ra rằng không thể có mặt bất luận một ngã tưởng nào sự hiện hữu, tất cả là vô ngã. Khi nhận ra điều này, nghĩa là đã bước lên đường để đi vào thế giới thực tại giải thoát, một thế giới vượt lên trên mọi ý niệm phân biệt, mọi ngã tưởng điên đảo, thế giới của sự thanh tịnh, xả ly và vô niệm. Tại đây, thần chết sinh tử của nhân quả không còn nữa, vì rằng khi ngã tưởng được buông bỏ thì tham ái và chấp thủ sẽ tiêu tan, và khi ngã tưởng tham ái và chấp thủ bị đoạn diệt thì trụ cột của thế giới tương quan nhân quả của nghiệp báo thiện ác đã bị sụp đổ. Đây là ý nghĩa của Niết Bàn tối thượng. Năm La Mã, một số nhận định về giáo lý nhân quả. Qua các phần được trình bày ở trên, nhân quả có vị trí rất quan trọng trong việc giải thích sự khác biệt nghiệp quả ở mỗi con người và sự thiết lập nên một nền tảng đạo đức luân lý Phật giáo rất nhân bản và tích cực. Nhân quả theo Phật giáo không phải là định mệnh, cũng không mang tính chất tiền định cố hữu. Bởi lẽ, sự hiện hữu của con người không đơn giản chỉ tùy thuộc vào các nhân đã gieo trong đời sống quá khứ, mà nó còn tùy thuộc ngay nơi các hành động nghiệp mới tạo tác trong hiện tại. Điều này cũng khai phóng cho con người một lối đi năng động, tích cực để vượt qua mọi trở ngại của nghiệp quả, thậm chí có thể chấm dứt dòng sinh tử khổ đau ngay tại cuộc đời này. Thực ra, theo lời Đức Phật dạy, tất cả nghiệp quả của vô lượng kiếp quá khứ đã tập trung vào thân năm uẩn này rồi. Vấn đề còn lại là hành vi tạo tác, xúc giữa thân căn và thế giới. Nói cụ thể là những nghiệp mới được tạo tác thông qua sự giao tiếp giữa sáu căn, sáu trần để ý thức hay sáu thức cảm thọ vui, buồn, khổ, lạc, hoặc không khổ, không lạc mà thôi. Từ đó, lối đi của giải thoát chân thực thực sự không phải là nghiệp quả của năm uẩn, mà chính là hành vi tạo tác của năm uẩn. Cho đến khi nào chúng ta ngộ được rằng năm uẩn là vô ngã, chúng không có tự tánh và không còn tham ái và chấp thủ năm uẩn là ta, là của ta, là tự ngã của ta, ngay lúc đó nhân quả nghiệp báo sẽ không còn hiện hữu. Trong kinh điển, Thản Hoặc có nói về nhân quả suốt thế gian, nhưng thực ra nếu ngay tại thế gian này mà phiền não lậu hoặc đã được đoạn tận thì suốt thế chính là tại, cũng như hoa sen đã vươn lên khỏi mặt nước và nở rộ giữa hư không vô tận. C. Kết luận: nhân quả nghiệp báo là pháp duyên sinh, do đó không có lý do gì mà nó thường trụ vĩnh hằng. Vấn đề là nỗ lực tận dụng năng lực của trí tuệ soi sáng bóng mờ của tự ngã để đi vào chân trời thực tại như thực. Đó chính là hình ảnh của bậc A-la-hán đã chấm dứt dòng sanh tử luân hồi ngay trên mảnh đất trần thế này. Và đối với người Phật tử, cần phải hiểu rõ nhân quả, xây dựng niềm tin trên cơ sở của nhân quả, để từ đó kiến tạo cho mình một đời sống thanh bình, an lạc. Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ tạo tác. Đối với ý nhiễm ô, nói năng hay hành động, khổ não bước theo sau, như xe đi theo chân vật kéo. Đối với ý thanh tịnh, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình.